Thưa quý vị, ở trên biển Đông bão số 6 đang suy yếu, nhưng hiện có một xoáy nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines có khả năng mạnh lên thành bão vào ngày 23 tháng 10 và đi vào biển Đông trong những ngày cuối tháng. Theo đó cơ quan dịch vụ khí tượng địa vật lý và thiên văn Philippines PAGASA, vùng thấp hình thành trên khu vực vùng biển Thái Bình Dương phía đông Philippines ngày 19 tháng 10 đã phát triển thành hệ thống áp thấp nhiệt đới mới. Lúc 3 giờ ngày 19 tháng 10, áp thấp nhiệt đới ở cách điểm cực bắc quần đảo Luzon, Philippines, khoảng 1055 km về phía đông. Theo dự báo của Pagasa, áp thấp nhiệt đới có xu thế phát triển mạnh lên thành bão vào ngày 22 tháng 10, dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây tới khu vực Biển Đông vào ngày 22 đến 23 tháng 10. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết trung tâm đang theo dõi diễn biến của xoáy thuận nhiệt đới trên.